Ngày 30 tháng 8 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Tây Ninh đã tiến hành trục xuất 3 người Trung Quốc có hành vi nhập cảnh Việt Nam trái phép và chuẩn bị xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Trước đó, ngày 6 tháng 7, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp cùng lực lượng chức năng bắt quả tang 3 người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc, gồm Quang Shuli, sinh năm 1979, ngụ tỉnh Phúc Kiến, Liu Zhanbao, sinh năm 1992 và Liu Rong, sinh năm 1994, cùng ngụ tỉnh Hà Nam, không có thủ tục nhập cảnh Việt Nam hợp lệ, chuẩn bị xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Tại cơ quan công an, ba đối tượng thừa nhận hành vi và khai nhận do có nhu cầu sang Campuchia làm việc mà không được chính phủ Trung Quốc cấp thị thực để xuất cảnh, nên cả ba đã tìm đường dây tổ chức xuất cảnh trái phép với chi phí 100 nhân dân tệ, tương đương 320 triệu đồng. Qua điều tra, Công an Tây Ninh đã xác định được đối tượng trong đường dây tổ chức đưa 3 người Trung Quốc trên nhập cảnh trái phép và đang làm rõ để xử lý theo quy định. Riêng với trường hợp 3 người Trung Quốc trên bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật với mức phạt tiền 4 triệu đồng một người. Sau khi chấp hành xong xử phạt vi phạm hành chính, đơn vị tiến hành trục xuất 3 người Trung Quốc trên về nước theo quy định.